chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18h30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin để cùng cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên trong nước và quốc tế đáng chú ý. Chiều qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức bàn giao chức vụ của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đồng chí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 đồng chủ trì bàn giao. Tham dự bàn giao còn có các đồng chí thường trực tỉnh ủy. Theo đó, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng. Đại tá Tô Thành Quyết, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395 Quân khu 3, giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại buổi bàn giao, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Quân khu 3 đã ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả của đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công trong suốt thời gian qua. Cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu với tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương của tỉnh, được cấp ủy chính quyền, nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ghi nhận. Các đồng chí mong rằng trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng thời chúc mừng tin tưởng Đại tá Tô Thành Quyết tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, kế thừa truyền thống, thành tựu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua. Chiều nay đã diễn ra hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm bình quân 13,4% biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 10,51%, tự chủ tài chính đạt 6,57%, 10% chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần. Tại Hưng Yên, việc thực hiện nghị quyết 18 đã đạt được các mục tiêu đề ra, đặc biệt là giảm đơn vị sự nghiệp công lập, người hưởng lương từ ngân sách. Giai đoạn 2022-2030, các đơn vị địa phương cần tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương nghị quyết kết luận của Đảng về sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý số lượng người làm việc và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, hoàn thiện cơ chế tài chính và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm vừa tổ chức kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, huyện Văn Lâm đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất 9,21%, công nghiệp dịch vụ chiếm trên 96% trong cơ cấu kinh tế, thu ngân sách ước đạt trên 9.300 tỷ đồng, đạt trên 400% dự toán, là năm có số thu cao nhất từ trước đến nay, giải phóng mặt bằng được 61 dự án. Năm 2023, huyện Văn Lâm tập trung thực hiện chương trình phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến yêu cầu năm 2023, huyện Văn Lâm tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công, dự án đấu giá đất, đặc biệt là dự án đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn huyện, quyết liệt chỉ đạo tổ chức cưỡng chế vi phạm kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại thành phố Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức trung khảo toàn quốc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022. Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2022 với sự tham gia của 38 thí sinh, đây là những thí sinh xuất sắc trên cả nước, được chọn từ các hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung Tây Nguyên và khu vực phía Nam. Các thí sinh tham gia 3 phần thi gồm soạn giáo án, giảng trực tiếp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Theo vụ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương, kết quả hội thi để đánh giá những ưu điểm hạn chế, qua đó để có giải pháp xây dựng công tác này thời gian tới thực chất hơn. Thời gian qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử tại Hưng Yên đã phát huy hiệu quả tích cực. Hiện nay toàn tỉnh có gần 5.300 tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, trong đó có 576 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử Sen Đỏ với trên 16.000 sản phẩm và 4.818 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia bán hàng trên sàn Shopee với trên 141.000 sản phẩm. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia bán hàng qua các sàn thương mại điện tử đã thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, tăng doanh thu. Ngoài việc đẩy mạnh thực hiện ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, đến thời điểm này toàn tỉnh cũng đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng với bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng tra cứu thông tin qua căn cước công dân gắn chip.
Hiện toàn tỉnh đã có 57 trên 57 cơ sở thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, với tổng số gần 24.000 lượt tra cứu, tăng 20.000 lượt so với cách đây 2 tháng. Các cơ sở khám chữa bệnh có số người dân sử dụng căn cước công dân để khám chữa bệnh nhiều là Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà 14.000 lượt, Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ 2.300 lượt. Việc áp dụng khám chữa bệnh bằng căn cước công dân là một bước tiến trong việc cải cách thủ tục hành chính của ngành y tế và bảo hiểm xã hội, đem lại nhiều tiện ích cho người dân, tiết kiệm được thời gian khi làm thủ tục, không cần phải mang nhiều giấy tờ. Liên quan đến việc 18 bị can bị khởi tố tại hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6203D tại Long An và 5015D tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định được hành vi phạm tội của những người liên quan. Trong đó, ông Trần Lập Nghĩa, 47 tuổi, ngụ ở Sóc Trăng, giám đốc trung tâm đăng kiểm 6203D và hai bị can khác bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Trong vụ án này, công an cũng đã khởi tố hai bị can về tội môi giới hối lộ. Các bị can còn lại bị điều tra về tội giả mạo trong công tác. Trước đó, bị can Nghĩa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp khởi tố vì liên quan đến vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6602D ở Đồng Tháp hồi tháng 10 vừa qua. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá cho vay lãi nặng qua mạng Internet quy mô cực lớn với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với 11 đối tượng tại tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình bắt giữ và khám xét thu giữ vũ khí và các tài liệu liên quan cùng gần 200 triệu đồng. Ban đầu xác định đường dây trên do Nguyễn Đăng Phong ở xã Dân Tiến và Phạm Tuấn Anh ở xã Hồng Tiến, đều sinh năm 1993 ở huyện Quế Châu cầm đầu, lợi dụng giải vô địch bóng đá thế giới để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web bóng88.com và ứng dụng Viva88 cho nhiều đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh tham gia. Ngoài ra còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán solo số đề với lượng tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày. 35% ở đấy. Chuyển sang phần tin quốc tế. New Zealand vừa chính thức thông qua dự luật chống hút thuốc lá lịch sử tại Quốc hội, trong đó cấm bán thuốc lá cho bất kỳ cá nhân nào sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2009. Lệnh cấm này của New Zealand nhằm ngăn chặn các thế hệ sau hút thuốc lá và là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ để đưa đất nước vào trạng thái không khói thuốc kể từ năm 2025. Luật mới cũng sẽ cắt giảm số lượng các nhà bán lẻ được cấp phép bán thuốc lá, giảm từ 6.000 xuống còn 600 vào cuối năm 2023. Vi phạm luật mới có thể bị phạt tới 150.000 đô la New Zealand, tương đương khoảng 96.000 đô la Mỹ. Chẳng có lý do hợp lý nào để cho phép bán một sản phẩm mà giết chết một nửa số người sử dụng của nó. Luật này sẽ giúp cứu tính mạng của hàng nghìn người, giảm hàng tỷ đô la chi phí y tế trong tương lai. Theo các dữ liệu giám sát, Trung Quốc vừa thất bại trong vụ phóng tên lửa nhiên liệu khí metan đầu tiên trên thế giới, dẫn tới thiệt hại toàn bộ vệ tinh mang theo. Tên lửa Chu Tước 2 do công ty khởi nghiệp Trung Quốc Landspace có trụ sở tại Bắc Kinh phát triển, được phóng đi hôm 14 tháng 12 trong sứ mệnh quỹ đạo đầu tiên của một tên lửa có động cơ nhiên liệu metan và là lần đầu tiên Trung Quốc phóng một tên lửa nhiên liệu lỏng được phát triển cho mục đích thương mại. Mặc dù đã nhiều hy vọng vào sứ mệnh lịch sử, nhưng có vẻ tên lửa đã không đạt được quỹ đạo và mất 14 vệ tinh mà nó mang theo. Cơ quan vũ trụ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ phóng. Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney, Australia đã cho ra đời loại pin natri lưu huỳnh có dung lượng cao hơn đáng kể so với pin lithium-ion. Pin được tạo ra nhờ sử dụng hỗn hợp muối nóng chảy của các vật liệu cấu thành được xử lý từ nước biển. Nhóm nghiên cứu quốc tế đã sử dụng quy trình nhiệt phân đơn giản và những điện cực trên cơ sở carbon tăng cường khả năng phản ứng của lưu huỳnh và khả năng đảo ngược phản ứng giữa lưu huỳnh và natri. Pin natri lưu huỳnh do các nhà nghiên cứu chế tạo không còn phản ứng chậm chạp, kém chất lượng mà còn thể hiện công suất siêu cao, vòng đời dài ở nhiệt độ phòng. Thủ đô Rome của Italia năm nay đón Giáng sinh theo một cách đặc biệt hơn mọi năm. Một cây thông Noel khổng lồ, trang trí theo cách hoàn toàn không tạo ra khí thải carbon đã được sử dụng để thắp sáng cho mùa lễ hội năm nay. Cây thông cao 22m được thắp sáng trước thềm lễ Giáng sinh năm nay tại thủ đô Rome của Italia. Đây là lần đầu tiên cây thông Giáng sinh được thắp sáng bởi điện mặt trời và pin lithium. Thị trưởng Rome nhấn mạnh thông điệp Giáng sinh năm nay sẽ là hòa bình và tinh thần đoàn kết. Theo chính quyền địa phương, hệ thống năng lượng mặt trời sẽ cho phép tiết kiệm 27 kWh điện mỗi ngày. Những tấm pin mặt trời đại diện cho nỗ lực của thành phố hướng tới mục tiêu chống biến đổi khí hậu, giảm khí thải carbon.
Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.